Chào mọi người, Bilen với cái thằng này tôi quên mất nhìn rừng đó các bạn ạ. Bilen thằng này là phải chú ý cái skill của nó. Ta rớt với lại Aatrox ấy. Chú ý cái skill của nó. Tôi quên mất nhìn cái lem rừng. Bỏ nhìn map. Sai lầm 2 lần, cuối cùng tôi chỉnh lại. Con này đứa này nó không có lên cái con tướng đây đó các bạn. Nó có lên nhiều giáp rồi, nó sâu lắm rồi. Tướng này rất là đặc biệt luôn. Không có ai cũng biết thì tôi nói như vậy. Bottom turret is under attack. Ladies.
Killing spree. Enemy turret destroyed. Ally slain. Enemy slain. Destroyed. Cái video này Riot trở lại Atrox. Nước à, tôi mở mấy file combat đó các bạn. Mobile nó khác với PC, lên đồ mà à, lên đồ PC nè. Rồi, đam tôi ngang ngủ chứ hàng rừng luôn các bạn. Mà tôi tăng là trâu mấy người. Món tiếp theo tôi lên đó là chiến giáp cực đỏ, món cuối là máy chứa tâm linh. Nhìn chỉ có hai món này thôi mà tôi dồn đam nó còn tí xíu máu thôi. Tầm mấy con máu giấy là ôi dồi ôi, tôi quốc cho. Đánh ganh hay gì mang ra rớt vô thường cầm cái này rồi. Có một người xem video nha. Mình sẽ úp trận này trước, trận kia xong, trận này sẽ để sáng mai. Hùi cho cái thằng ốc báo này các bạn. Chết mấy ngay cái lúc thằng quan trọng không, toàn lên bẫy luôn. Không ăn cầu một lần nữa luôn. Phù đúng con rồng nước hay sao. Còn lại tôi lo hết. Ăn cái đi bò. Thank you.
lắc lắm mà cũng gán lắm. Cháu mùi xem rung. Quay video từ nãy đến giờ mà tải mãi cái nhạc vẫn chưa xong. Đúng là hảo hán thật. Từ trước khi vô trận quay video rồi. Không dẹp mẹ đi. Trò này có cái nhạc thôi. Chịu rồi. Máy yếu cũng khổ lắm. Chấp nhận thôi. Video này có cái nhạc thôi. Mình để cái này cái đoạn đầu ấy. Mình làm nhanh xong vô đánh trật ranh. Đánh trật ranh xong rồi còn đi sân nhà xong nấu cơm xong làm đồ ăn nữa. Hết tới 12 giờ luôn. Nhiều việc.